Ok, xin chào anh em. Ở đây là một cái chiếc cassette của một bạn đến gọi là để cho tôi sửa. Gọi là sửa chứ thực ra là cũng không biết sửa được nhiều đâu. Gọi là khắc phục được phần nào thì hay phần đấy thôi. Thì tôi làm video clip này để lưu lại để chia sẻ với bạn ấy cho bạn ấy biết. Tại vì bạn ấy cũng nhà xa. Hôm nọ có cơ hội đến đây nhưng mà bây giờ thì không phải lúc nào cũng đến đây xem từng cái lỗi được. Ý tôi muốn là để cho bạn ấy biết lỗi nó là như thế nào. Để anh em bàn bạc cùng nhau là nó xem là khắc phục nó như thế nào. Đấy. Đây, đây là cái lỗi này. Cái lỗi của cái cửa B nhá. À, tôi cũng đã thay cái bánh tì rồi này, thay bánh tì, hai bánh tì ngon lành bánh tì rồi. Nhưng mà khi play thì reverse này. Đấy. Như này thì ngon lành. Giảm cái tiếng xuống một chút, nó hơi ồn. Đấy, như này thì ngon lành, nhưng mà khi có băng, tôi lấy băng vào cho các bác. Khi có băng vào thì nó lại rẻ trứng. Đấy, nó là như thế. Cho nên là đang bàn bạc cùng bạn ấy xem là nên sửa hay không, là thay cơ. Bạn ấy đồng ý là thay cơ rồi, nhưng tôi cũng làm video clip ghi lại. Kéo rất yếu, kéo tẹo, tức là cuộn sang bên trái rất yếu này. Hôm qua lúc tôi test thử còn không kéo được ấy. Tức là nó sẽ gặp tình trạng như vậy này. Đấy, nó bị như này. Nó tự động bị chứ. Đấy, chẳng qua hôm nay cố kéo được không hiểu vì sao. Đấy, còn đến lúc tua thì nó bị như vậy này. Đấy. Tua đi thì không được này. Tua ngược lại, tua cuộn sang bên này thì nó bị như vậy này. Đó. Đấy là những cái bệnh của cái bộ cơ này. Và đã bị bệnh này ấy, thì nó gần như là không khắc phục được hoặc là rất khó khắc phục do cái bánh tạ tì, bánh đà này này. Anh em nào có thể khắc phục được thì tôi cũng không biết, nhưng mà tôi không khắc phục được đâu. Nó dạng như kiểu nó bị hỏng ở trong này rồi. Nếu thay chúng ta phải thay được cái này, nhưng mà thay cái này rất khó. Trước tôi tháo ra một lần rồi, thay rất là khó. Cho nên là bây giờ mà cũng không có thời gian đâu mà thay. Cái đấy nó mất thời gian lắm. Cho nên là có một cái bộ cơ khác chúng ta nên thay luôn. Đấy. Chắc chắn tôi sẽ thay cái bộ cơ này rồi. Tại vì tôi cũng không có thời gian nhiều mà thay riêng cái này đâu. Mà muốn thay riêng cái này cũng vẫn cũng phải có một bộ cơ khác. Chứ không ai bán cái này riêng các bác ạ. Đấy. Mà chưa kể là muốn có bộ cơ khác lại phải phá một cái đài khác nữa. Chứ khi cái đài nó sắp hỏng thì còn tận dụng lại bộ cơ thì không nói. Đấy, tôi sẽ thay bộ cơ nhé. Tóm lại là như vậy. Tại vì bên này nó kéo yếu này. Căn bản là tua không được. Tua nó kêu rè rè như các bạn có thấy. Đây. Để tôi bấm play lên. Đây. À tua thì bấm cái tua này. Đấy. Nó. Đấy. Đấy. Nó không quay được là nó. Đây. Cái bánh này này các bạn. Nó không quay được là nó tức là nó bị tình trạng bên vành ngoài này này. Cái phần này nó tách làm hai phần. Vành ngoài quay mà vành trong nó không quay đều. Đấy. Nếu chúng ta dính hai cái này vào để nó quay cùng một lúc ý, thì nó sẽ không tự động stop được. Đấy. Đấy, nó bị quay như vậy này. Nếu mà khắc phục được bằng cách là chúng ta thay dây Cura nhỏ hơn được thì ok. Tôi thử xem nhé. Đây. Tôi sẽ tìm cái dùng sử dụng cái nhỏ hơn này thử xem. Xem nó kéo nổi không. Nếu mà nó kéo được thì ok thì không sao. Chúng ta không nhất thiết phải thay nữa.
Nào, thử xem nào. Đấy, nó kéo không đều là nó bị méo tiếng các bạn. Ồ, vẫn được. À, vẫn bị. Nó quay nhưng mà nó kéo không đều nhau ấy. Cái trong này nó bị, cái trong này nó bị quay chậm hơn này so với cái viền ngoài này các bạn. Đấy. Cho nên nó gây ra hiện tượng như vậy. Play thì đấy, play nó cũng gây ra hiện tượng nó giật 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 giật, nó bị thành ra là bị méo tiếng ở một số chỗ. Mở bên này cho các bác kỹ hơn. Đấy, các bác nghe tiếng kỹ không? Cái loa tôi để ngay đây này. Nó hơi méo tiếng, lâu lâu nó nhảy phát đấy. Còn bây giờ nếu mở bên này không sao này, đấy ngon lành. Bên này thì quay ngon lành đấy, tức là nó chạy không hoàn hảo, đại khái thế. Thì chúng ta nên thay bỏ bộ cơ này đi. Thì tôi vẫn phải tận dụng lại hai cái bánh tì này cho bạn đấy này. Đó, đầu từ này. Đầu từ lấy đầu từ này sang này, hai cái bánh tì này sang này. Motor này. Đấy, tất nhiên là dây Cura nữa. Ok. Đây là một cửa. Còn cửa A tôi cũng chưa kiểm tra chưa biết như thế nào đây. Cửa A bây giờ phải thay dây Cura cửa A nữa mới biết được. Đây là con Sony 715 nha các bác nhé. Sony 715. Cửa A thì tôi thấy nó chạy bằng cái cao su này. Cái bánh 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 trung gian là bánh cao su. Đây. Thì không biết là như nào đây. Tại vì những cái đời Sony 715 thường sử dụng những cái bánh cao su này hay bị hỏng lắm. Nó tức là nó khi nó ép sát lên cái bánh trắng này thì nó không không quay được. Không quay được cái trục trục quay được cái trắng này. Quay được cái trắng này thì nó sẽ gây ra hiện tượng cái này nó không quay được này. Đấy, không quay được thì nó không cuốn băng được, không cuốn băng nó sẽ rối băng hoặc là nghiền băng ở dưới này. Đấy. Đấy là hiện tượng nó hay xảy ra đối với cái cửa A của cái Sony 715 này. Cho nên là một là chúng ta sẽ, đấy là nếu nếu nó bị lỗi thôi, sẽ đổi bộ cơ khác. Hai, nếu mà xem khắc phục được cái vấn đề này để nó sát vào nó quay cái này chắc chắn được không thì tôi sẽ làm. Nhưng mà khả năng đấy thì tôi nghĩ là nó sẽ thấp hơn là khả năng chúng ta thay bộ cơ. Khả năng thành công thấp hơn. Còn hy vọng là nó không bị sao thì tốt. Thế thôi. Ok. Đấy. Chỉ cái này nó không phải là làm một sớm một chiều được các bạn ạ. Đấy. Nó đã bị bệnh lằng nhằng như này, nếu mà nó không bị sao thì nó đơn giản. Nó bị bệnh lằng nhằng này thì nó hơi khó. Để tôi lắp vào test thử xem nhé. Tôi vừa lắp xong cái dây Cura. Đây. Bây giờ tôi sẽ cắm vào thử xem nó chạy ok không. Không có thì chúng ta lại phải thay tiếp cửa A. Chưa được, không chạy. Chả thấy chức năng nào chạy luôn. Sao? Đây. À, tua vẫn chạy này. Play xem nào. Chưa được, play không kéo nổi. Hay rồi. Đấy. Cái cửa A của Sony 715 hay bị cái hiện tượng như vậy này các bạn. Đấy, tức là như loại tôi nói thì nó bị mòn cái bánh cao su này này. Bánh cao su trung gian. Đấy, bánh cao su trung gian ở trong này, loại tôi chỉ cho các bác đấy. Bề nhìn hơi khó. Thì do cái mòn cái đấy cho nên là nó không 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 đẩy được cái này quay này thì sẽ gây ra hiện tượng là tự động tắt.
nó kêu tạch tạch đấy. Đấy, cái lẫy này nó bật là nó bị tắt ngay, không kịp, tay không làm kịp. Nếu mà chúng ta quay kịp thì nó sẽ không tắt đấy, nhưng mà tay không làm kịp thì nó sẽ tự động tắt. Đây là cái bệnh rất hay gặp ở cái Sony 715 như vậy. Anh em chỉ còn cách là nếu bác nào thay được cái cao su này thì càng tốt. Cái bánh tì trung gian này này, đấy, nhỏ nhỏ ở dưới này này, thay được cái đấy thì tốt quá. Còn nếu không thay được thì chúng ta bắt buộc phải thay bộ cơ này thôi. Và tất nhiên là thay bộ cơ cũng phải tìm bộ cơ có răng cưa chẳng hạn ấy, thì mới sử dụng được. Còn bộ cơ có như vậy, giống y chang như vậy thì cũng bỏ đi tại vì nó giống nhau mà. Còn bây giờ Sony nó không sản xuất cái này nữa rồi. Đấy, vấn đề là người ta không sản xuất nữa, chúng ta tìm hơi khó đấy. Ok, vậy là trong cái video clip này tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn đấy về cái hai bộ cơ nó đã bị hỏng, nó không hoạt động trơn tru. Thì ở đây tôi sẽ thay bộ cơ, thay cái bộ cơ này, và đầu tư vẫn lấy nguyên đầu tư cũ. Cái này cũng là lấy nguyên đầu tư cũ này, dây cu loa mới tôi thay cho, còn motor vẫn là motor cũ. Cái này cũng như vậy đó, đấy, phần nào ra phần đấy. Ok, còn bạn ấy chở loa thì chắc là loa này là loa phễu nhỏ này các bạn này. Đấy, bạn ấy lại không thích loa phễu nhỏ thì chắc phải chờ thôi. Nhưng mà loa phễu nhỏ phễu to thì tôi cũng để cái này theo cái bộ khác, tôi không bán loa riêng nhé. Ok, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đây là coi như là chia sẻ với anh em cái hai cái bệnh mà cái con 715 này hay gặp ở cái bộ cơ này này. Đấy, hai cái bệnh mà khó, chúng ta khó khắc phục. Đấy, chứ không phải nếu chúng ta dễ khắc phục thì nó đơn giản quá. Còn có thể các bác có cao thủ thì cũng có thể khắc phục được thì tôi cũng chưa biết. Nhưng mà theo tôi thì nó là như vậy. Tất nhiên là cũng có cách khắc phục thôi, nhưng mà nó chiếm thời gian của chúng ta nhiều lắm, trong khi đó chúng ta làm cái việc khác nó có vẻ có ích hơn. Tôi thì thời gian nó không có nhiều cho nên là tôi cảm thấy như vậy thôi, chia sẻ với anh em như vậy thôi. Ok, thời gian chúng ta thay cái này cũng đã mất khá nhiều rồi. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video.